Chương 83 al mutaffifin Những kẻ gian lận Nhân danh Allah đấng độ lượng, đấng khoan dung Thật khốn thay cho những kẻ gian lận Những kẻ mà khi nhận của người thì đòi cho đủ Nhưng khi đông hoặc cân cho người thì lại cân và đông thiếu Có phải những kẻ đó nghĩ rằng họ sẽ không được phục sinh Cho một ngày vĩ đại Ngày mà nhân loại sẽ đứng trình diện trước Thượng Đế của vũ trụ và dạng vật không, hồ sơ của những kẻ tội lỗi thực sự nằm trong Sijin. Ngươi thiên sư Muhammad có biết Sijin là gì không? Đó là một quyển sổ ghi chép. Ngày đó sẽ là một thảm họa cho những kẻ phủ nhận sự thật. Những kẻ đã phủ nhận ngày thưởng phạt. Không ai phủ nhận ngày đó ngoại trừ những kẻ tội lỗi vượt quá giới hạn. Khi các lời mặc khải của ta được đọc lên, kẻ phủ nhận nói chỉ là những câu chuyện của thời xa xưa không đúng hơn trái tim của chúng đã bị chai sạn vì những việc làm xấu xa của chúng không vào ngày đó chắc chắn chúng sẽ bị che khuất khỏi thượng đế của chúng rồi chúng chắc chắn sẽ bị đầy và quả ngục rồi sẽ có lời bảo chúng đây chính là điều mà các ngươi đã thường phủ nhận quả thật hồ sơ của những người ngoan đạo nằm trong illyin ngươi thiên sư muhammad biết gì về illyin đó là quyển sổ ghi chép, được các thiên thần gần kề nơi Allah xác nhận. Thật vậy, những người ngoan đạo và đức hạnh sẽ ở trong thiên đàng hạnh phúc. Họ sẽ nghỉ ngơi trên những chiếc ghế dài có lưng tựa, ngắm nhìn xung quanh. Ngươi sẽ nhận ra trên khuôn mặt họ sự rạng rỡ của niềm vui và hạnh phúc. Họ sẽ được cho uống một loại rượu, nguyên chất tinh khiết được đầy kính. Mùi vị cuối cùng của nó là xạ hương. Như vậy, hãy để tất cả những người khao khát thi đua cạnh tranh giành lấy nó, và nó được pha với một hỗn hợp Tasnim, được lấy từ ngọn suối chỉ để dành cho những người gần Allah nhất uống. Quả thật, những kẻ tội lỗi đã thường cười chê những người có đức tin. Mỗi khi chúng đi ngang qua họ, chúng thường nháy mắt với nhau, thể hiện những cái nhìn chế nhạo. Và khi chúng trở lại với phe của chúng, chúng mang về điều chế giễu và nhạo báng và khi nhìn thấy họ chúng nói với nhau những kẻ này mới chính là những tên làm lạc nhưng chúng đâu phải là những người được cử phái đến trong chừng họ vì vậy vào ngày đó những người có đức tin sẽ cười chê những kẻ vô đức tin họ sẽ nghỉ ngơi trên những chiếc ghế dài có lưng tựa ngắm nhìn xung quanh những kẻ vô đức tin chắc chắn sẽ được đền bù xứng đáng cho những gì mà chúng đã làm